Ông Zelensky thừa nhận Nga đã phá hủy hầu hết các nhà máy nhiệt điện của Ukraine. Tổng thống Zelensky thừa nhận quân đội Nga đang tiến lên trên chiến trường. Đức bắt hai người nghi làm gián điệp cho Nga, phá hoại viện trợ dành cho Ukraine. ECB cảnh báo hậu quả của kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Kể từ cuối tháng trước, Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công gần như hàng ngày vào lưới điện của Ukraine, gây mất điện diện rộng ở nhiều thành phố. Trước tình hình đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy hầu hết các nhà máy nhiệt điện của Ukraine trong thời gian qua. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo nguy cơ Nga có thể tấn công cơ sở hạ tầng của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine trong thời gian tới và đề nghị phương Tây viện trợ thêm cho Kiev các hệ thống phòng không hiện đại. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, Nga đã phá hủy gần như toàn bộ nguồn nhiệt điện của Ukraine. Các đập và thiết bị của các nhà máy thủy điện cũng như cơ sở hạ tầng khí đốt đang bị tấn công. Nga không từ bỏ việc đe dọa tới sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chúng tôi không loại trừ khả năng cơ sở hạ tầng của các nhà máy điện hạt nhân và mạng lưới truyền tải năng lượng khác của chúng tôi cũng bị Nga tập kích. Ông Zelensky cũng nhắc lại sự cần thiết của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng không. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, điều này chỉ có thể được ngăn chặn bằng hệ thống phòng không, bằng các hệ thống cụ thể như Patriot, Iris-T, SAM-PT, NASAMS mà phương Tây đang sở hữu. Ukraine cần chúng vào lúc này. Trước đó, ngày 8 tháng 4, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Jakman Galushchenko cho biết Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây. Đây được xem là đợt tấn công dữ dội nhất của Nga vào cơ sở năng lượng Ukraine kể từ khi chiến sự giữa hai nước bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Trong những ngày qua, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công vào nhà máy điện của Ukraine. Ông Galushchenko nhận định, quy mô và tác động của những cuộc tấn công năm nay lớn hơn nhiều so với các cuộc tập kích vào mùa đông từ năm 2022-2023, khi hàng triệu người chịu cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm. Các cuộc tấn công của Nga trong năm nay có sức phá hủy lớn hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và một số nơi có thể đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại. Ông Galushchenko cũng chỉ ra rằng Nga dường như đang nâng cấp các vũ khí tấn công cơ sở năng lượng Ukraine. Theo ông, phiên bản mới của UAV tự sát và tên lửa mà Nga sử dụng đang khiến các vụ tấn công gây ra thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về điều này. Ngoài ra, Ukraine và Nga cũng đang tranh cãi vì các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện Zaporizhia mà Moscow đang kiểm soát. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo kích, tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Zaporizhia, cũng như liên tục cử các lực lượng đặc nhiệm đến để tìm cách kiểm soát cơ sở này. Nhà máy Zaporizhia đã nhiều lần mất điện và được đặt trong trạng thái không hoạt động để giảm thiểu khả năng xảy ra thảm họa. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy điện Zaporizhia, đồng thời cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã thừa nhận với các quan chức cấp cao châu Âu rằng sự thiếu hụt nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây và những lời hứa không được thực hiện của các thành viên thuộc Liên minh châu Âu EU đã cho phép Nga tiến lên trên chiến trường. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại hội nghị truyền hình với các nhà lãnh đạo quốc gia và các thành viên cấp cao của bộ máy quan liêu EU, những người đã triệu tập hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Bruxelles. Nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại rằng nước này cần thêm sự hỗ trợ tài chính và vật chất của phương Tây để tiếp tục cuộc xung đột vũ trang với Nga. Tổng thống Zelensky nói, bây giờ quân đội Nga cảm nhận được sức mạnh của mình trong hầu hết mọi thứ liên quan đến thành phần vũ trang. Và chính vì sức mạnh này gồm pháo binh, trang bị, khả năng hoạt động trên bầu trời mà họ đang gây áp lực lên chúng tôi ở mặt trận và đang dần di chuyển. Mặc dù cảm ơn sự viện trợ của các nhà tài trợ của Kiev, song ông Zelensky cũng phàn nàn về những lời hứa chưa được thực hiện. Tổng thống Ukraine nhận định, thật không may, chúng tôi chưa thấy 1 triệu quả đại pháo nào từ Liên minh châu Âu được thảo luận nhiều như vậy. Ngoài ra, một số sáng kiến khác vẫn chưa được triển khai đầy đủ, và điều này chủ yếu phản ánh ở những gì binh lính của chúng ta có thể sử dụng ở tiền tuyến. Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng ông ấy sẽ thành công trong cuộc phản công của mình. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng gốc rễ duy nhất của hy vọng này là tình trạng thiếu vũ khí trong binh lính của nước này. Ngoài các hệ thống tấn công, Kiev muốn có thêm hệ thống phòng không của phương Tây để bảo vệ cơ sở công nghiệp của mình, cũng như đầu tư và công nghệ để khởi động sản xuất vũ khí trong nước. Ngoài ra, theo ông Zelensky, việc viện trợ năng lượng để bù đắp cho việc phá hủy các cơ sở điện bị phá hủy bởi các cuộc tấn công chính xác của Nga và đẩy nhanh quá trình gia nhập EU cũng được xem là một dạng năng lượng tinh thần để Ukraine nhanh chóng giành chiến thắng. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng tôi cần Liên minh châu Âu thực hiện những gì họ đã hứa và người dân của chúng tôi cần thấy Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên đầy đủ.
Tổng thống Ukraine cũng thúc giục Brussels tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo vào tháng 6 tới. Phân tích được Politico công bố vào ngày 17 tháng 4 cho rằng, việc người Ukraine từ chối đăng ký vào quân đội là một vấn đề lớn đối với Kiev. Cơ quan thống kê EU Eurostat ước tính số lượng đàn ông Ukraine trong độ tuổi chiến đấu sống ở các quốc gia thành viên là khoảng 650.000 người. Cơ quan này cho biết, hầu hết trong số họ đã sắp xếp để buôn lậu qua biên giới. Gần đây, ông Zelensky đã ký thành luật một dự luật giúp các quan chức nghĩa vụ quân sự dễ dàng đưa ra lệnh triệu tập hơn và áp đặt các hình phạt khắc nghiệt nếu trốn tránh quân dịch. Theo đó, luật này yêu cầu tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi phải đăng ký sẵn sàng phục vụ với quân đội Ukraine và luôn mang theo giấy tờ này bên mình. Chính phủ Ukraine tuyên bố, mục đích là làm cho quy trình tuyển dụng hiệu quả và minh bạch hơn. Nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang cư trú ở nước ngoài sẽ không thể gia hạn hộ chiếu của họ tại các sứ quán Ukraine nếu không xuất trình giấy tờ đăng ký mới nhất với quân đội. Luật mới không đề cập bất kỳ khả năng nào về gia tăng số người có thể được gọi nhập ngũ. Luật cũng không có điều khoản giải ngũ đối với những binh sĩ đã trải qua thời gian dài chiến đấu. Sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật, hàng chục người vợ và thân nhân của các binh sĩ đã tụ tập bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp ở Kiev để biểu tình phản đối và yêu cầu quy định về thời hạn quân dịch. Ngày 18 tháng 4, các công tố viên Đức cho biết hai người đàn ông Đức gốc Nga vừa bị bắt vì nghi ngờ hoạt động gián điệp. Một trong số họ bị cáo buộc đồng ý thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu tiềm năng, bao gồm các cơ sở quân sự của Mỹ nhằm phá hoại viện trợ dành cho Ukraine. Các công tố viên liên bang cho biết hai người được xác định là Dieter và Alexander theo các quy định về quyền riêng tư của Đức bị bắt hôm 17 tháng 4 tại thành phố Bayreuth của bang Bavaria. Theo các công tố viên, Dieter đã thảo luận về các hành động phá hoại có thể xảy ra ở Đức với một người có liên hệ với tình báo Nga kể từ tháng 10 năm ngoái và mục đích chính là làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự mà Đức dành cho Ukraine. Các công tố viên cho biết trong một tuyên bố rằng nghi phạm tuyên bố sẵn sàng thực hiện các vụ đánh bom và đốt phá cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Đức. Nghi phạm được cho là đã thu thập thông tin về các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, cũng nhằm phá hoại viện trợ của Washington dành cho Ukraine. Alexander bị nghi hỗ trợ Dieter từ tháng 3 năm 2024, nhưng chưa rõ mức độ cụ thể. Dieter đã trinh sát một số địa điểm, chụp ảnh và quay video về hàng hóa quân sự, đồng thời chuyển thông tin cho người liên lạc tình báo của anh ta. Cũng trong ngày 17 tháng 4, một thẩm phán đã ra lệnh giam giữ Dieter để chờ đưa ra cáo trạng. Dieter cũng phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt là thuộc một đơn vị vũ trang của lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016. Đức trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine chỉ sau Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào Ukraine hơn 2 năm trước. Mỹ có sự hiện diện quân sự lớn ở Đức, bao gồm cả ở Bavaria. Sau vụ bắt giữ hai nghi phạm, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Marco Busman viết: "Chúng tôi biết rằng bộ máy quyền lực của Nga cũng đang tập trung vào đất nước chúng tôi." Quan chức an ninh hàng đầu của Đức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nancy Faeser, tuyên bố rằng Đức sẽ tiếp tục ngăn chặn mọi mối đe dọa như vậy từ Nga. Bà Faeser nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và sẽ không để mình bị đe dọa." Sau khi Nga mở chiến dịch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, phương Tây đã đáp trả bằng cách tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt, cũng như đóng băng hơn 330 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài. Trong số này, Liên minh châu Âu EU đang nắm giữ khoảng 210 tỷ euro, tương đương 229 tỷ đô la Mỹ, trái phiếu cùng các chứng khoán khác của Nga. Liên quan đến vấn đề này, ngày 17 tháng 4, trong một bài phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở Washington, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde đã cảnh báo phương Tây dùng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ Ukraine có thể làm xói mòn trật tự thế giới. Bà Lagarde nhấn mạnh, chuyển từ đóng băng sang tịch thu tài sản rồi xử lý là ý tưởng cần xem xét hết sức kỹ lưỡng. Động thái có thể phá bỏ trật tự quốc tế mà các bạn muốn bảo vệ, muốn Nga cũng như mọi quốc gia khác tôn trọng. Chủ tịch ECB bình luận ngay trước khi Bộ trưởng Tài chính cùng Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Đức, Italy và Canada họp tại Washington để bàn hàng loạt vấn đề, trong đó có trừng phạt Iran, cuộc chiến Nga-Ukraine. Bà Lagarde nói, tôi đã thấy 4 kế hoạch, đề xuất để vượt qua điều được giới luật sư mô tả là trở ngại pháp lý rất quan trọng. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết thêm rằng các bên đang nghiên cứu những đề xuất này. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, G7 tái khẳng định cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine, bao gồm tịch thu phần lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga đóng băng. Tuyên bố không đề cập kế hoạch cụ thể,
chỉ cho biết G7 tiếp tục xem xét những phương án để có thể sử dụng tài sản Nga viện trợ cho Ukraine và sẽ đưa ra tại hội nghị lãnh đạo G7 ở Italy vào tháng 6. Trước đó, ngày 21 tháng 3, các lãnh đạo EU đã đồng ý xúc tiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để viện trợ Ukraine. Về phía Nga, nước này đã nhiều lần cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp pháp lý và các phương pháp trả đũa khác nếu EU tịch thu tài sản bị đóng băng của họ và chuyển cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã mô tả đây là hành động ăn cướp trắng trợn.